cửa hàng xe máy cũ vắng khách từ khi thông tư 24 có hiệu lực. Hơn một tuần kể từ khi thông tư 24 có hiệu lực, các cửa hàng bán xe máy đã qua sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh vắng khách hẳn. Nhiều cửa hàng cả ngày không có khách hàng nào, chủ cửa hàng buồn bã, lo lắng, người bán nhiều hơn người mua. Một tuần sau khi thông tư 24/2023/TT-BCA về định danh, biển số xe có hiệu lực, ngày 15 tháng 8 năm 2023, tình hình kinh doanh xe máy cũ tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên ảm đạm, vắng vẻ. Ghi nhận của phóng viên VOV tại các cửa hàng trên những tuyến đường chuyên mua bán xe cũ như Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, Tân Sơn, quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh, người bán hàng ngáp dài chờ khách, có của hàng cả ngày không có khách. Các chủ cửa hàng chia sẻ, từ đầu năm nay, tình hình buôn bán, kinh doanh xe máy vốn đã khó khăn do tình hình kinh tế. Kể từ ngày 15 tháng 8 đến nay, tình hình buôn bán xe cũ từ chỗ khó khăn mà trở nên bế tắc. Chị Phạm Hồng Ngọc, chủ một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, cho biết trước đây mỗi tháng chị bán được khoảng 20 chiếc xe máy cũ, mỗi xe lời khoảng 1,5 triệu đồng. Nhưng trong 10 ngày gần đây thì chưa có ai đến hỏi mua. Chị Ngọc lo lắng chia sẻ, bán giờ không ai mua, không có khách mua, không có người đến hỏi. Giờ nguyên con đường này đâu có khách, cứ sáng ra mở của vậy thôi chứ giờ không biết bán cho ai. Người ra không dám mua vì không biết giấy tờ có làm được không. Nếu không có thay đổi gì, cứ khó khăn thế này phải chuyển qua làm việc khác thôi chứ giờ bán buôn khó quá, giấy tờ khó quá đâu ai mua được. Biển số đẹp, đại hạ giá vẫn không bán được. Các chủ cửa hàng đều tỏ ra buồn bã, chán nản vì kinh doanh ế ẩm, kể cả các cửa hàng bán xe máy cũ biển số đẹp. Một số khách hàng có ghé vào tìm hiểu nhưng ái ngại với các thủ tục sang tên, chuyển đổi biển số nên lại thôi. Tại cửa hàng xe máy biển số đẹp trên đường Thạch Thị Thanh, quận 1, những chiếc xe biển tứ quý, ngũ quý, tiền lên trước đây có giá trị lên tới hàng tỷ đồng thì giờ hạ xuống vài trăm triệu đồng nhưng vẫn không có khách hỏi. Anh Lê Thiện Toàn, chủ chuỗi cửa hàng biển số đẹp cho biết, trước khi có thông tư 24, mỗi tuần anh bán được gần 30 sản phẩm thì hơn một tuần nay, anh chỉ bán được chưa đến 10 chiếc xe cũ và không bán được một xe biển số đẹp nào. Thị trường ế chung cộng thêm thông tư 24 có hiệu lực, thủ tục rườm rà quá. Trước đó, ai mua xe cũng đều bắt mình phải bao ra tên trước ngày 15 tháng 8 cho họ thì mới mua. Có những xe cận ngày chốt bán cho khách rồi nhưng chi phí sang tên quá cao, thành ra mình bị lỗ nhiều nên từ chối bán. Những xe giá trị biến số cao chiếm hơn 50% xe của cửa hàng rồi nên tạm thời những số đẹp đó không bán được, tiền của mình đóng băng tại đó. Anh em nào càng nhiều biển số đẹp càng khó khăn. Trước tình hình kinh doanh ảm đạm, nhiều cửa hàng bán xe máy cũ đã tính đến chuyện hạn chế nhập hàng, thu hẹp quy mô, cho nhân viên nghỉ bớt và giảm giá bán ngay cả khi chi phí cho một chuyến xe tăng lên.